Xin chào tất cả các thầy các cô, tôi rất vui khi được làm việc chung với các thầy cô trong cái khóa bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Một số thầy cô thì tôi đã gặp trong những cái chương trình tập huấn trước đây ở Sở Giáo dục và Đào tạo Vinh, một số thầy cô thì có thể mới. Đấy, tuy nhiên thì cái khóa học tới nó sẽ vừa giúp cho các thầy các cô là có thêm kiến thức về về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt đó là dạy các cái language skills như nghe, nói, đọc, viết, các cái language aspects như là từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm. Và khi chúng ta làm việc với nhau trong khóa học này thì các thầy các cô cũng sẽ hiểu thêm về cách chúng ta tạo các cái công cụ, các cái hoạt động học tập cũng như cách chúng ta tương tác trong một cái khóa học trực tuyến. Một cái chủ đề rất là hot trong cái thời điểm mà cả nước đang bị lockdown như hiện nay. Thì cô Thanh ở trung tâm AMA Vinh chắc là giờ này đã gửi cho các thầy các cô cái tài khoản đăng nhập. Thế thì tôi xin được bắt đầu là các thầy cô vào cái trang web là englishonline.com.vn. Đây là cái trang do Hội giảng dạy tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng để phục vụ cho các cái hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh của hội. Thế thì cái username thì các thầy các cô nhận từ phía cô Thanh và tôi sử dụng một cái user hiện nay là AMA Vinh chấm 100. Đấy thì cái ID của các thầy các cô chính xác hay là cái gì thì các thầy cô sẽ nhận được email, và sau đó các thầy cô nhập cái mật khẩu của mình do cô Thanh gửi. Các thầy cô nhớ là mật khẩu đó thì mình gõ cho thật là chính xác, ký tự nào viết hoa, ký tự nào viết thường, và cái ký tự gạch giữa đấy mình phải đánh cho nó đúng thì mới login vào được. Đấy, thì ở đây là AMA thì A viết hoa này, rồi Vinh V viết hoa này, rồi gạch giữa 2021. Ok, đấy login vào một cái thì các thầy cô thấy cái hệ thống báo như thế này, và các thầy cô làm cho tôi ngay cái công việc đầu tiên chưa làm gì hết là phải làm công việc này, đổi mật khẩu, chứ không có người khác người ta biết mật khẩu của mình á, người ta vào người ta làm cái gì với tài khoản mình không biết không nào. Thế thì các thầy cô bấm vào cái nút profile ngay cái chỗ mà teacher, mà cái mã số các thầy cô này, chúng ta bấm vào profile, rồi các thầy cô chọn cho tôi là edit profile. Rồi bây giờ thay vì á, là teacher 100 đấy, thì các thầy cô vui lòng đổi thành đúng cái tên của mình, đó là ví dụ tên của tôi là Nguyễn Ngọc Vũ đúng không nào. Các thầy cô cũng đã làm việc với tôi qua các cái trình tập huấn rồi, là first name các thầy cô để đầy đủ họ tên của mình, còn surname name các thầy cô vẫn giữ nguyên cái mã số để khi nhìn đó, thì tôi biết được là trên danh sách account đã được cấp cái mã số của cô của thầy các cô là số bao nhiêu, để đến lúc mà chấm điểm rồi báo cáo kết quả cho sở đào tạo Vinh và trung tâm AMA á, thì cái kết quả nó báo cáo nó dễ dàng được cập nhật. Đặc biệt đó là các thầy cô vui lòng nhập vào cho tôi cái email mà các thầy cô dùng thường xuyên nhất, bởi vì kết quả thi cuối khóa này, các hoạt động trong khóa học và các thông báo là sẽ đều được gửi vào cái email này. Hiện nay mặc định á, thì là hệ thống đã tạo cho các thầy cô một cái email mà cái email giả các thầy cô sẽ không sử dụng được, cho nên là các thầy cô nhớ nhé, nhập vào cái địa chỉ email chính xác của mình. Rồi ở dưới này các thầy cô có thể ghi vài lời giới thiệu về bản thân mình, các thầy cô có thể giới thiệu các cái sở thích, rồi có thể gửi một lời chào với đồng nghiệp. Nếu mà các thầy cô bấm vào profile của tôi trong học, các thầy cô sẽ thấy cái phần giới thiệu của tôi. Gì nữa này, quan trọng nữa ấy, là các thầy cô vui lòng là upload lên cái chỗ user picture này một cái tấm ảnh ở đây này, các thầy cô chọn, tôi làm lại không có sợ nhanh quá này. Các thầy cô bấm vào cái chỗ nút dấu cộng này ha,
rồi upload a file, choose file. Đấy, và các thầy cô chọn một cái tấm ảnh nào đấy mà các thầy cô thấy là mình đẹp, lung linh, đấy, dễ thương và thân thiện nhất. Đấy, thời buổi này dạy online là phải chuẩn bị cho mình một kho như thế. Ở đây đó thì tôi cũng phải chuẩn bị sẵn cho mình một cái kho kiểu như vậy, nên rất là nhiều các cái ảnh profile đẹp. Đấy, ví dụ như ở đây tôi đã lấy một cái ảnh profile như thế này. Đó. Rồi ở dưới này đó thì các thầy cô có thể đánh thêm các cái gọi là sở thích cá nhân của mình, để khi khóa học có cái thông tin gì, ví dụ như các thầy cô thích về piano, đấy, giờ các thầy cô thích về gì nữa, cooking, vân vân. Đấy, thì hệ thống sau này nó có những cái học liệu hay có những cái gì mà nó liên quan sở thích các thầy cô, thì nó có thể là nó suggest. Đây là cách mà người ta hỗ trợ cái hệ thống trí tuệ nhân tạo trong cái hệ thống đào tạo này. Rồi, một cái thông tin nữa rất quan trọng á, là tôi cần các thầy cô cho cái số điện thoại di động của các thầy các cô. Lý do là trong cái quá trình các thầy cô học thì lỡ như tài khoản nó có một trục trặc, hay là lỡ khi mà chấm điểm các thầy cô mà nó có sai sót, hay đại khái nó có một cái gì đó mà cần liên lạc, thì gửi email nó chậm quá, chúng tôi sẽ cần phải gọi điện. Đấy, thì các thầy cô vui lòng nhập cái mobile phone, và ngoài ra các thầy cô cũng nhập tên trường để cho cán bộ quản lý của xã cũng dễ theo dõi, như là trường phổ thông trung học Nguyễn Trãi hay là gì đấy. Đấy, thì các thầy cô nhập cái tên trường với số điện thoại. Nếu mà cẩn thận nữa thì các thầy cô có thể nhập cái địa chỉ nhà có bưu phẩm gì ấy, thì trung tâm gửi cho các thầy cô, nhưng mà tôi nghĩ là điện thoại với email là đủ rồi. Xong xuôi rồi đó thì các thầy cô bấm vào update profile. Ok, cái này nó bảo là cái email này đã được tôi sử dụng trong hệ thống rồi, cho nên là tôi phải sử dụng một cái email khác. Các thầy cô nhớ nhé, email phải là cái email mà các thầy cô sử dụng thường xuyên, chứ không là các thầy cô sẽ không có giữ được liên lạc với hệ thống trong khóa học. Ok. Rồi, đấy thì bây giờ là coi như, ủa sao tôi sửa mà nó lại ra như thế này. Đó, chính xác là phải họ tên và cái mã số. Đây, Nguyễn Ngọc Vũ, số 100. Xong rồi, tôi quay trở lại dashboard, tôi bấm vào dashboard ở đây và tôi vào đấy khoa học. Ta ta, các thầy cô mà vào được khóa học thấy được cái giao diện như thế này là chúng ta đã sẵn sàng. Thế thì khi vào khóa học ở đây đó, thì cái việc đầu tiên tôi nhờ các thầy cô làm ấy, là các thầy cô vào cái topic số 1 này, Get Started và Tell Us a Story. Đấy, thì các thầy cô kể cho chúng tôi một cái câu chuyện ngắn, có thể về bản thân mình, về gia đình mình, rất là ngắn thôi, hay một nơi nào đó mình gặp. Tôi thấy rằng cái cách mà chúng ta tìm hiểu vào nhau, hay là cái cách mà chúng ta làm quen với nhau dễ nhất đấy là nghe người khác kể chuyện. Còn nào, thế thì mỗi thầy cô post một cái câu chuyện ở đây, và sau đó là mình trả lời hay là mình tương tác với lại các giảng viên khác. Sau khi các thầy các cô vào trong khóa học thì các thầy cô có thể thoải mái là đi tham quan các cái học liệu. Khóa học này thì mở để các thầy cô học theo, tùy theo cái tiến độ học tập mà mình mong muốn. Nhưng mà vào tuần sau hoặc là tuần sau nữa, tùy cái thời gian phù hợp, chúng ta sẽ có một cái buổi webinar để tương tác trực tiếp. Đấy, thì cái công cụ webinar chúng ta sử dụng sẽ là cái phòng họp này, video conferencing, và tôi sẽ gửi thông báo cho các thầy các cô. Chúng ta không cần dùng Zoom hay không cần dùng Google Meet gì cả. Trong cái hệ thống này có sẵn công cụ họp, bấm vào đây và chúng ta chỉ bấm vào Join Session là tới giờ họp mà chúng ta sẽ gặp được nhau, nhìn nhau qua webcam. Rồi, xin cảm ơn các thầy các cô, tôi rất mong chờ sớm được gặp và trao đổi với lại tất cả các thầy các cô. Mọi người giữ sức khỏe nhé.
Rồi, xin chào tạm biệt.